chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Biết được mệnh trời, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, giàu sang có tiếng, trở mình đổi kiếp đại gia. Quý cô bác tuổi Giáp Thìn thân mến, vô phúc liền có họa, không xô cũng tự đổ. Thời buổi bây giờ không khó để có thông tin về vận hạn, tính thích biết trước mọi điều của Giáp Thìn cao như vậy. Không khó để biết trước được phần nào dự đoán xui rủi, nhưng biết là một nhẽ, có thấm hay không lại là cả một câu chuyện dài. Cái tính Giáp Thìn nói sao nhỉ, kiểu xấu che tố khoe, là thiên bẩm của nhân loại, xấu che tố khoe thì lại là thiên bẩm của Giáp Thìn, vậy nên thông tin xấu họ sẽ nghe rồi để đấy. Thông tin tốt thì mới hớn hở, hân hoan bê về góc nhà mình để tự sướng, cho nên có dự báo thế, dự báo trước, dự báo nữa, thì Giáp Thìn vẫn cứ luôn ngỡ ngàng khi gặp hạn. Lúc đó tâm mới thấm, mồm mới lầm bầm, à, tưởng không đen, hóa ra đen không tưởng. Vận hạn của một con người, xét cho cùng chỉ quanh đi quẩn lại có mấy chuyện. Người nào phúc lớn thì hạn đánh vào tài chính, hay như các cụ bảo, của đi thay người, người nào phúc ít hơn thì lại đánh vào tình cảm và các mối quan hệ. Như một năm rồng, lửa thử vàng, thử chân tâm, người nào phúc mỏng nữa thì hạn đánh vào sức khỏe, bệnh tật vào mình, ốm yếu vào thân. Còn dĩ nhiên người nào phúc bạc thì họa hại tai ương cũng không thiếu. Giáp Thìn nhắm mắt liệm người, vậy nên nếu Giáp Thìn đang còn ở đây nghe đôi ba câu ngớ ngẩn này, đấy là cả một sự may mắn không hề nhỏ trong cái thời kỳ đại hạn toàn Giáp Thìn. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Thìn sinh 1964 thân mến, trong video ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả đi tìm hiểu những dấu hiệu may mắn trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của con giáp tuổi Giáp Thìn, cũng như chia sẻ các cách để hóa giải cầu may đến với gia tộc và bản thân con giáp này. Vậy vận trình cụ thể ra sao thì xin mời quý khán giả hãy like và theo dõi kênh để cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm câu trả lời ngay sau đây quý khán giả nhé. Tuổi Giáp Thìn sinh 1964, cầm tinh con rồng, đứng thứ 5 trong số 12 con giáp. Phục đầm chi long là một con rồng của sự ôn hòa, ngũ hành nạp âm thuộc hỏa, tuổi Giáp Thìn là tuổi con rồng. Nam nữ mệnh tuổi Giáp Thìn sinh 1964, thuộc mệnh hỏa nạp âm phú đăng hỏa, tức ngọn lửa đèn dầu, trong 12 con giáp, rồng đứng ở vị trí thứ 5. Theo văn hóa người Á Đông, con rồng là con vật có quyền năng, sức mạnh phi thường và là đại diện cho sự thiêng liêng, thịnh vượng. Hơn nữa, Giáp Thìn có tính cách vô cùng mạnh mẽ, luôn có chính kiến rõ ràng của riêng mình. Nhờ vậy, Giáp Thìn có sự nghiệp và con đường công danh vô cùng rộng mở, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuổi Giáp Thìn sinh 1964 cũng mang những đặc điểm chung của tuổi rồng và đồng thời cũng mang những nét riêng của Giáp Thìn, mệnh phúc đăng hỏa hay còn gọi là rồng lửa. Trong 12 con giáp thì con rồng là con vật hùng mạnh, được nhiều người tôn sùng và kính trọng nhất. Rồng tượng trưng cho quyền lực tối cao, cho tham vọng và sự thống trị. Vì vậy, Giáp Thìn đa số là những người có tính cách kiêu ngạo, thẳng thắn, bộc trực, thích được làm chủ. Giáp Thìn ngay từ lúc còn nhỏ đã tự đặt ra mục tiêu xây dựng lý tưởng riêng cho mình, đặt ra những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe và có sự đòi hỏi cao. Tính cách của Giáp Thìn lúc còn nhỏ rất tinh nghịch, hiếu động, thích được tranh giành công việc và thích được gánh vác mọi nhiệm vụ. Khi đã trưởng thành thì họ là người sống hướng ngoại, thích được nổi bật trước đám đông. Ngoài ra, Giáp Thìn có sự nhiệt huyết, khát vọng cuồng nhiệt với công việc. Họ luôn tìm ra được những giải pháp mang tính đột phá để giải quyết vấn đề. Họ có sức quyến rũ, lôi cuốn người khác vào cuộc sống của mình một cách rất đặc biệt. Giáp Thìn là con người rất cao ngạo, họ không thích thỏa hiệp, không phải luôn luôn dễ gần và quá tự tin vào năng lực của mình. Người tuổi rồng có sức sống mãnh liệt và tràn đầy năng lượng tích cực. Bên ngoài họ luôn toát lên vẻ nghiêm nghị, khí chất ngút trời, nhưng bên trong họ hội tụ nhiều phẩm chất tốt đẹp, khoan dung, thật thà, rộng lượng. Giáp Thìn có con mắt vô cùng tinh tế, nhìn rõ được mọi khía cạnh của vấn đề. Bởi vậy, trong cuộc sống hay công việc, họ có khả năng nhận thấy được những mối nguy hiểm cận kề. Nhờ có sự tinh tế ấy mà họ dễ dàng nắm bắt được tâm tư, nỗi niềm, biết cách chia sẻ giúp đỡ những người xung quanh. Giáp Thìn có tâm tư trong sáng, cởi mở, tính tình thành thật nên được nhiều người xung quanh tôn trọng, quý mến. Họ là người hữu khẩu vô tâm, lương duyên tốt đẹp, vui vẻ hòa đồng. Họ biết cách tạo bầu không khí thoải mái dễ chịu,
Giáp Thìn thường bị người khác đánh giá sai qua vẻ bề ngoài lạnh lùng. Thực chất, họ là những người sống rất tình cảm, có trái tim nhân hậu và thật thà. Họ sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh hết mình mà không cảm thấy khó chịu. Giáp Thìn sau này dù không làm lãnh đạo, chức cao thì cũng luôn được mọi người xung quanh kính nể và tôn trọng. Giáp Thìn là người tôn trọng chữ tín. Một khi họ đã hứa thì sẽ thực hiện bằng mọi cách để người khác không đánh mất niềm tin vào mình. Giáp Thìn thông minh, nhanh nhẹn. Họ từ khi sinh ra đã có tố chất của một nhà lãnh đạo giỏi. Họ giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn, hiệu quả nhất. Giáp Thìn không bao giờ sợ hãi trước khó khăn. Càng khó khăn thì ý chí quyết tâm chinh phục của họ càng mãnh liệt. Họ thích cảm giác làm những điều mà người khác không thể làm được. Về phương diện tình cảm của người tuổi Giáp Thìn thì đừng trông chờ họ sẽ bộc lộ gì nhé, vì bản chất của họ là không thích thể hiện tình cảm. Chính vì thế, những người tuổi Giáp Thìn thường sẽ không kết hôn sớm, vì họ không thích sự ràng buộc cả trong công việc lẫn hôn nhân. Người tuổi Giáp Thìn có một nhược điểm là họ khá cố chấp, cứng đầu. Không phải ai nói gì mà họ cũng nghe và cũng tiếp thu. Thế nhưng bù lại, họ làm gì cũng rất cẩn thận, gặp chuyện gì cũng có thể tiến về phía trước không chút do dự. Đây cũng là điều đem đến cho họ nhiều thành công. Giáp Thìn thường là người độc đoán, khắt khe, nên khi tiếp xúc với người khác họ sẽ để lại một ấn tượng giống như đạo chúa vậy đó. Họ nắm bắt sự nghiệp rất nhanh nhạy, không làm chuyện xấu thì thôi, chứ một khi họ làm chuyện xấu, họ cũng sẽ trở thành những thủ phạm thật sự thiên tài. Ưu điểm của người tuổi Giáp Thìn đó là tiếp cận vấn đề muộn, thế nhưng giải quyết vấn đề lại rất sớm, vì họ là những người có nhiều phát minh, sáng kiến, luôn nhìn thấu mọi vật và từ đó có lối sống giải quyết thỏa đáng, nhanh gọn. Họ có tư duy hướng đến tri thức văn minh, trong họ có một ngọn lửa bất diệt, thắp sáng trong những đêm trường tăm tối. Cách suy nghĩ tích cực, tiến bộ thường đi trước một bậc. Khi trao đổi tiếp cận với họ, bạn sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng quý báu. Nó là nền tảng để đi tới thành công. Nên hãy trân trọng những người bạn như vậy. Họ mang trong mình cả một kho tri thức. Họ cũng là những nhà sư phạm tài ba, có thể khai trí, mở mang học vấn cho thế hệ trẻ. Ngoài sự sáng suốt, Giáp Thìn còn mang năng lượng tích cực, nên họ thường rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, biết quan tâm người khác. Với một tâm lý sốt sắng, mẫu người này cũng nóng tính, nhưng khi giúp đỡ người khác thì luôn vô tư hết mình. Giáp Thìn sinh 1964 là một trong số những con giáp được sự che chở, bảo hộ của thần Phật và mang trong mình số phận phú quý. Số mệnh trong đời người tuổi Giáp Thìn có nhiều điểm bất ngờ trong cuộc đời. Gặp được nhiều quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối dẫn tới giàu có hạnh phúc và thành công. Đây là người có lý tưởng, có hoài bão, sự nghiệp có nhiều thành công. Người này cả đời gặp nhiều điều may mắn, không hay phải lo lắng, muộn phiền, cuộc sống hạnh phúc ấm êm, tất cả sóng gió bão bùng. Nghèo khổ chỉ là tạm thời mà thôi, đến thời đến giận thì ắt sẽ lột xác hóa rồng bay lên tận mây xanh, hưởng mọi việc tốt, may mắn trên đời. Hơn nữa, trong cuộc đời tuổi Giáp Thìn được Dược Sư Như Lai ban phúc, Đức Long Thổ Bồ Tát ban trí tuệ, Tỳ Sa Môn hộ mệnh và Phổ Hiền Bồ Tát bảo hộ. Đây là người có lý tưởng, có hoài bão, sự nghiệp có nhiều thành công. Người tuổi Giáp Thìn thường có trí tuệ hơn người, làm việc rất rõ ràng và minh bạch. Tuy nhiên, lại hay đa tình, do dự, bướng bỉnh. Họ đưa ra những lời khuyên đúng đắn đối với người khác và sẽ tiếp nhận góp ý từ người khác trong công việc để tốt hơn. Tính cách của họ quyết định phần lớn sự thành công và sống an bình đến cuối đời. Bởi họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, biết suy nghĩ tiết kiệm và có giao tiếp rộng rãi, nên tài lộc của họ rất tốt. Sự nghiệp chính vì vậy mà luôn thuận lợi, không lo lắng việc thiếu tiền bạc đến cuối đời. Nam mệnh tuổi Giáp Thìn có cuộc sống tương đối tốt đẹp, những việc muốn làm thì đều có kết quả như ý muốn, dạng sự tất thành, đại cát đại lợi. Nam mệnh Giáp Thìn được hưởng số vinh hoa phú quý, ít khi lo nghĩ hay vất vả. Tóm lại, Giáp Thìn nam mệnh có đường đời vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Nữ mệnh tuổi Giáp Thìn có một sức hấp dẫn cực mạnh. Hấp dẫn ở đây không phải là họ xinh đẹp, sắc sảo tuyệt trần, mà khi sinh ra họ đã có một sự thu hút lạ kỳ. Cũng có thể là do lời ăn tiếng nói của họ cũng nên. Với những gì mà trời ban cho không những tốt về phương diện tình cảm, mà sự nghiệp cũng thăng tiến một cách dễ dàng. Nữ mệnh tuổi Giáp Thìn có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, mọi sự đều được như ý, công danh, tiền bạc sáng lạng rộng mở, ở cả tiền vận và trung vận, cho đến hậu vận được thảnh thơi, hưởng phúc. Quý khán giả thân mến, xem tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2024 âm lịch, bản mệnh sẽ đương đầu với năm hạn tuổi 61 và Phạm Trực Thái Tuế.
nên vận trình sẽ gặp phải những khó khăn trong gai ban đầu. Nhưng may mắn được sao tốt chiếu mệnh và vận niên như hội son tốt đẹp, nên vận trình trong năm ngày một hanh thông, bản mệnh làm gì cũng được quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc bùng nổ, sức khỏe dồi dào. Nhìn chung năm 2024 sẽ là một năm đáng nhớ đối với tuổi Giáp Thìn. Mọi cố gắng, nỗ lực của bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng, mở ra một cuộc sống hậu vận giàu sang sung túc, vui tươi hưởng phước bên con cháu. Ở phương diện tình cảm gia đạo, tuổi Giáp Thìn có phần tẻ nhạt, phần lớn do áp lực cuộc sống con cái mà ra, đào hoa xấu tác động. Bản mệnh nên tránh xa các mối quan hệ mập mờ, kéo lòng giả thành chân, đánh mất hạnh phúc lúc nào không hay. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, người tuổi Giáp Thìn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội. Bản thân sẽ cảm thấy có đủ khả năng để đối mặt với những vấn đề, tuy nhiên cũng cần phải đánh giá cẩn thận trước khi đưa ra chọn lựa. Theo tử vi của 12 con giáp trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, tuổi Giáp Thìn sẽ có một sự nghiệp thăng tiến, tài chính rủng rỉnh, nhưng cần phải cẩn thận quản lý tiền bạc một cách rạch ròi, chi tiêu phải thắt chặt hơn, cần có kế hoạch rõ ràng nếu không dễ rơi vào tình trạng vay mượn. Quý khán giả thân mến, sau đây là vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Công việc làm ăn của tuổi Giáp Thìn trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 cho thấy sự nghiệp phía trước không hứa hẹn một hành trình thuận lợi. Trong thời điểm này, người tuổi Giáp Thìn có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề phiền não và áp lực do thái tuế gây ra. Điều này có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đối với những người mới khởi nghiệp vì họ vẫn thiếu kinh nghiệm và phải đối mặt với một môi trường cạnh tranh gay gắt. Do tính cách mạnh mẽ và kiên nhẫn, tuổi Giáp Thìn có khả năng xảy ra mâu thuẫn với người khác, thậm chí những ý kiến trái chiều, nhỏ nhặt cũng có thể trở nên nghiêm trọng dẫn đến xung đột. Tốt nhất, Giáp Thìn nên giữ thái độ khiêm tốn và hòa nhã, tập trung vào công việc của mình. Trong quá trình đàm phán kinh doanh, Giáp Thìn phải đảm bảo kiểm tra kỹ hợp đồng. Tử vi cho thấy, tuổi Giáp Thìn có thể gặp khó khăn trong điều hành doanh nghiệp và đối mặt với môi trường cạnh tranh khốc liệt. Mặc dù vận may có thể không nhiều, nhưng nếu cần thiết hãy tìm kiếm sự hỗ trợ và kinh nghiệm từ bạn bè hoặc người đi trước để giúp bạn giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả hơn với tất cả khó khăn và thách thức. Tuổi Giáp Thìn hãy nhớ rằng, điểm sáng có thể nảy sinh từ những tình huống khó khăn nhất, vậy nên Giáp Thìn hãy duy trì tinh thần lạc quan và sẵn sàng đón nhận những cơ hội từ người khác. Trong lúc khó khăn, hãy chuẩn bị cho mình chiến lược cẩn thận, duy trì sự bình tĩnh và sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, có thể giúp người tuổi Giáp Thìn vượt qua giai đoạn khó khăn trong thời điểm này. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Tử vi tuổi Giáp Thìn trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 tiết lộ rằng, phương diện tài lộc của bản mệnh có thể gặp khó khăn, sự tác động bất lợi từ thái tuế, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính của người tuổi này. Tiền bạc có thể bày đi không rõ nguyên nhân, kinh doanh không hiệu quả, đầu tư dễ thua lỗ và áp lực tài chính ngày càng tăng. Dù Giáp Thìn có năng lực, nhưng hoàn cảnh khó khăn tổng thể có thể khiến Giáp Thìn gặp rất nhiều thử thách trong việc kiếm tiền, thu nhập không đạt được như mong đợi. Người tuổi Giáp Thìn là chủ doanh nghiệp phải tuân theo đạo đức kinh doanh và tránh các hành vi bất hợp pháp. Cuối năm nay, tuổi Giáp Thìn cần phải cẩn trọng về đạo đức, vì việc vi phạm có thể dẫn đến hậu quả pháp lý và làm mất đi những gì Giáp Thìn đã xây dựng. Đây không phải là thời điểm để mở rộng quy mô kinh doanh của người tuổi Giáp Thìn. Thay vào đó, Giáp Thìn hãy tập trung việc hoàn thiện những kế hoạch hiện tại. Khi đầu tư, Giáp Thìn hãy cân nhắc năng lực của mình và không nên đầu tư mù quáng. Hãy tính toán kỹ lưỡng các khoản thu chi và hạn chế rủi ro. Nói chung, người tuổi Giáp Thìn sẽ trải qua cho tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 với vận khí không tốt, cần quản lý tài chính cẩn thận và tranh chi trả những thứ không đáng. Hãy lập kế hoạch ngân sách chi tiết để giảm thiểu các chi phí không cần thiết và tránh các hành vi gian lận, lừa đảo. Tuy nhiên, tiết kiệm không có nghĩa là sống thiếu thốn. Bản mệnh có thể tự thưởng cho mình một cách có trách nhiệm và hợp lý. Quý khán giả thân mến,
Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là dẫn trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 cũng chỉ ra rằng sức khỏe của người tuổi Giáp Thìn không thật sự ổn định do tác động của thái tuế và tam tai. Do đó, Giáp Thìn không nên coi thường bất kỳ vấn đề sức khỏe nào dù là nhỏ nhất. Để bảo vệ sức khỏe của mình, Giáp Thìn hãy tuân thủ thời gian làm việc và nghỉ ngơi, đảm bảo ngủ đủ giấc để tạo sức mạnh, giúp cơ thể đối phó với áp lực đang đối diện. Duy trì chế độ ăn uống, cân bằng đủ bữa là điều đầu tiên. Giáp Thìn cần bổ sung những loại trái cây dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như trà lá khô và uống đủ nước, theo dõi sức khỏe thường xuyên. Và nếu có bất kỳ dấu hiệu gì không bình thường, hãy tới bác sĩ ngay lập tức để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Tử vi tuổi Giáp Thìn trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 dự báo về mặt tình cảm sẽ gặp rất nhiều bất ổn. Sự ảnh hưởng của thái tuế sẽ tác động mạnh mẽ lên mảng tình duyên gia đạo, gây thêm áp lực và gánh nặng tinh thần cho tuổi Giáp Thìn. Đặc biệt, hạn thái tuế có thể đẩy người tuổi Giáp Thìn vào tình huống tình cảm phức tạp và không ổn định. Đầu tiên là tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 11 âm lịch. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 11 âm lịch. Trái ngược với những biến chuyển tích cực trong sự nghiệp cũng như tài lộc, thì con đường tình duyên của tuổi Giáp Thìn tháng này lại gặp phải nhiều trắc trở. Người đã lập gia đình cần nhắc nhở bản thân kiềm chế bản tính nóng nảy của mình. Đừng vì một điều gì đó chưa vừa ý mà lớn tiếng trách móc nửa kia. Có thể những hành động bạn cho là bình thường lại khiến nửa kia phải tổn thương sâu sắc. Nếu có điều gì bất mãn, bản mệnh cần trò chuyện và góp ý nhẹ nhàng với đối phương. Đừng giấu trong lòng rồi cuối cùng lại khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng quá mức. Vợ chồng có thể trao đổi với nhau thì việc gì cũng sẽ trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Với người còn độc thân, nếu có ai đó dành tình cảm cho bạn, thì bạn cũng nên thử cho đối phương cơ hội, hoặc nếu từ chối, thì bạn cũng nên từ chối một cách lịch sự, tránh khiến cho đối phương tổn thương. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 11 âm lịch. Tháng này tam hợp đem lại nhiều tác động tích cực cho sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn. Hãy nắm bắt các yếu tố thuận lợi này. Bạn hoàn toàn có thể chinh phục được mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái được những thành tích bất ngờ. Các mối quan hệ xã giao hài hòa là một trong những yếu tố lớn góp phần tạo nên thành công của bạn. Con giáp này đi đến đâu cũng được mọi người giúp đỡ, khiến cho công việc khó khăn cũng trở nên đơn giản hơn nhiều. Thêm vào đó, tháng này bản mệnh còn có cơ hội gặp được người đồng chí hướng, hai người có nhiều quan điểm phù hợp để việc hợp tác với nhau suôn sẻ. Đôi bên cùng thúc đẩy nhau tiến về phía trước. Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành tích cao đến đâu, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo quá mức, có cách hành xử không phù hợp. Nguyệt lệnh lâm mộ dẫn sẽ đem tới ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến cho vận trình sự nghiệp của bạn, phong thái làm việc chuyên nghiệp. Nghiêm túc của tuổi Giáp Thìn khiến kẻ tiểu nhân không thể lên tiếng dị nghị. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ nhăm nghe tìm thời điểm bạn sơ suất để hãm hại bạn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 11 âm lịch. Tình hình tài chính của tuổi Giáp Thìn trong tháng 11 âm lịch này có những bước tiến tích cực, nhiều khoản tiền đổ về túi dồn dập, giúp bạn không còn phải lo lắng đến vấn đề chi tiêu. Bản mệnh có thể mua mọi thứ mình thích một cách hoàn toàn thoải mái, không phải cân nhắc quá nhiều. Với người làm công ăn lương, thành tích khả quan trong công việc giúp cho con giáp này nhận được nhiều tiền thưởng nóng hoặc hoa hồng. Đây là thành quả vô cùng xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra. Nếu sắp xếp được thời gian rảnh, bạn hoàn toàn có thể nhận thêm các công việc tay trái để góp phần cải thiện thêm thu nhập. Cầm tiền trong tay tuổi Giáp Thìn cũng có thể nghiên cứu thêm về các lĩnh vực đầu tư. Hãy tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm để đưa ra quyết định đúng đắn, tránh nhầm lẫn gây hao tài nhé. Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm rất thích hợp để bạn mở rộng quan hệ xã giao, ký kết hợp đồng.
Tháng này hứa hẹn bản mệnh sẽ được tiếp xúc với những đối tác lớn. Nếu đôi bên có thể hợp tác thì con đường kiếm tiền sẽ hanh thông hơn trước nhiều. Có điều, do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ, bạn không nên vội vàng nghe theo ý kiến của bất cứ ai, bởi có thể lợi của đối phương không hoàn toàn phù hợp với bạn. Trước khi làm việc gì, con giáp này cũng hãy cân nhắc đến năng lực và hoàn cảnh thực tế của mình nhé. Tình hình sức khỏe của tuổi Giáp Thìn nhìn chung là ổn định. Trong tháng 11 âm lịch này, nhờ có tinh thần phấn chấn, hăng hái, bạn làm việc gì cũng trôi chảy và gặt hái được thành công. Thời điểm này, có thể bản mệnh sẽ phải di chuyển khá nhiều, vì thế mà bạn cần phải hết sức giữ gìn sức khỏe, cũng như chấp hành nghiêm túc luật giao thông, tránh làm việc hoặc điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi, kẻo hung tinh bạch hổ có thể gây ra họa huyết quang đáng tiếc. Ngoài ra, cũng không nên cố gắng quá mức, kẻo gây tổn thương cho cơ thể, hãy dựa dẫm vào con cháu của mình nhiều hơn, đừng nên việc gì cũng tự giải quyết. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 12 âm lịch. Tháng này dù đã bước vào thời điểm cuối năm, nhưng sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn lại chẳng suôn sẻ hơn khoảng thời gian trước đó, thậm chí nhiều rắc rối liên tiếp xảy ra, khiến cho bạn sức đầu mẻ trán tìm cách ứng phó. Thời điểm này, bản mệnh nên hết sức đề phòng những mối quan hệ xung quanh mình, có thể sẽ có kẻ tiểu nhân cố tình tỏ vẻ thân thiết tiếp cận bạn, nhưng mục tiêu là phá rối công việc của con giáp này. Do đó, bạn cần phải có cách nhìn người chuẩn xác hơn, không phải ai cứ nhiệt tình với mình là đã thực sự muốn tốt cho mình. Trong mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, bạn cũng cần có cách cư xử khéo léo, tránh gây thù chuốc oán với người khác. Hãy học cách lắng nghe nhiều hơn là phản bác, có thể bạn sẽ nhận ra được những ý hay trong quan điểm của mọi người. Tháng này khuyên tuổi Giáp Thìn trước khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cũng cần nhìn nhận rõ thực tế trước mắt, đặc biệt là với người làm lãnh đạo. Đừng để những lời xúi bậy của kẻ xấu làm lung lay ý chí, hoặc đưa ra những nhận định sai lầm dẫn đến những quyết định thiếu chính xác. Dù rắc rối liên tiếp xảy ra, nhưng con giáp này cũng đừng nên quá chán nản, bởi các tinh thiên đức vẫn luôn ở bên phù trợ bạn. Chỉ cần bản mệnh nghiêm túc với công việc của mình, hạn chế lo chuyện bao đồng, hạn chế mâu thuẫn với người khác, thì đến cuối năm công việc cũng vẫn sẽ dần dần vào guồng, nhiều rắc rối giảm bớt, bạn có thể yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ dài. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 12 âm lịch. Vận trình tài lộc của tuổi Giáp Thìn trong tháng 12 âm lịch này không có nhiều bước phát triển tích cực do ảnh hưởng của cục diện tương phá. Vì vậy mà bạn cần chú trọng đến việc tiết kiệm chi tiêu, không nên mua sắm quá thoải mái, kẻo lại đẩy bản thân vào cảnh cháy túi. Người làm công ăn lương, tốt nhất nên tập trung hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ của mình. Chỉ cần hoàn thành tốt công việc thì bản mệnh vẫn nhận được khoản lương thưởng cuối năm đều đặn. Hãy thận trọng khi nghe theo lời khuyên của người khác. Bạn cần phân biệt được người ngay kẻ gian để không mắc bẫy gây ra những sai sót phải đền bù bằng tiền của chính mình. Người làm kinh tế tốt nhất nên hoàn thành nốt các dự án còn dang dở, chớ nên nóng vội mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh hoặc đầu tư vào những hạng mục mà mình chưa chuẩn bị kỹ. Thời điểm cuối năm cạnh tranh buôn bán khá gay gắt, con giáp này cũng nên chú ý đến tình hình thị trường và các động thái của đối thủ cạnh tranh. Có thể sẽ có kẻ chơi xấu, tạo tiếng xấu cho bạn. Bạn cần phải bình tĩnh dùng kinh nghiệm của mình để ứng phó với mọi tình huống. Tuy nhiên, túi tiền của tuổi Giáp Thìn vẫn sẽ được đảm bảo phần nào do tác động tích cực của các tinh thiên đức. Con giáp này hãy làm ăn lương thiện, bạn sẽ tạo dựng được lòng tin cho khách hàng. Bạn không cần phải quá phô trương, chỉ cần cung cấp cho khách hàng những mặt hàng với chất lượng tốt và mức giá hợp lý thì người mua chắc chắn sẽ quay lại. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 12 âm lịch. Tháng này phải chịu đựng nhiều khó khăn trong mọi mặt cuộc sống, nên tuổi Giáp Thìn cũng khó cảm thấy vui vẻ, khỏe mạnh. Nhưng may mắn là bạn cũng không mắc phải bệnh nặng, mọi vấn đề đều có thể được giải quyết. Hãy học cách mở lòng mình và tâm sự với người đáng tin cậy nhiều hơn, bản mệnh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đừng giữ áp lực trong lòng khiến mình thêm căng thẳng. Nếu có thời gian rảnh, hãy rèn luyện thể dục thể thao hoặc ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành. Việc này cũng sẽ giúp bạn giảm stress, có thêm nguồn năng lượng mới tích cực hơn. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 12 âm lịch.
Phương diện tình cảm của tuổi Giáp Thìn tháng này cũng khá u ám, do bị nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan tác động. Bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần đối diện với những nguy cơ hoặc tổn thương, từ đó không mất bình tĩnh trước những tình huống bất chợt xảy đến. Với người độc thân, số người vẫn thường nghĩ đến những đổ vỡ tổn thương trong quá khứ, nên không dễ dàng mở lòng với ai. Nhìn chung, bạn có xu hướng từ chối tất cả mọi người tiếp cận mình. Ngược lại, một số người có thể cảm thấy rung động với ai đó sau một vài lần gặp gỡ, song bạn không nên đưa ra quyết định đến với đối phương quá vội vàng. Với người đã lập gia đình, áp lực phải chịu đựng ngoài xã hội khiến bạn thường trút giận lên đầu người ấy. Hãy nhớ rằng, nửa kia cũng sẽ không thể nhẫn nhịn bạn mãi được. Hãy thay đổi cách hành xử của mình, đừng để những cảm xúc tiêu cực của đôi bên bùng nổ. Hai người sẽ dễ vô tình nói ra lời gây tổn thương nhau. Thay vào đó, bản mệnh hãy thử trao đổi tâm sự những khó khăn của mình với đối phương. Bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, đồng thời có thể nửa kia sẽ đưa ra được những hướng giải quyết phù hợp, giúp bạn vượt qua khó khăn. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Về tuổi Giáp Thìn sinh 1964 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Tý. Trong việc làm ăn kinh doanh, tuổi Giáp Thìn và tuổi Tý rất hợp nhau, vì tuổi Tý và tuổi Giáp Thìn hỗ trợ cho nhau một cách hoàn hảo, sẽ nhanh chóng đạt đến thành công. Tuổi Tý khôn ngoan và mưu trí, giúp tuổi Giáp Thìn có thể phát huy được hết khả năng và bản lĩnh của mình. Giữa họ cũng ít khi xảy ra vấn đề về xung đột lợi ích hay mâu thuẫn nghiêm trọng, nên liên minh tuổi Tý và tuổi Giáp Thìn luôn vững chắc và lâu bền. Tuy nhiên, cả hai tuổi này đều thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn, luôn mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Có nét dũng mãnh, cộng với sự thông minh của tuổi Giáp Thìn cũng khiến mọi người khâm phục và nhớ mãi về cách ứng xử rất nhiệt thành. Đôi khi hai tuổi này có thể có mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng những rắc rối này lại được hóa giải rất tự nhiên, hài hước và không khí lại trở nên ôn hòa như bình thường. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Sửu. Tuổi Giáp Thìn và tuổi Sửu có thể kết hợp rất ăn ý nếu họ có chung mục tiêu. Người tuổi Giáp Thìn dữ dội, mãnh liệt, ngược hẳn với người tuổi Sửu nhút nhát và khá nghiêm túc. Trong các cuộc tụ tập hay các hoạt động xã hội, thường ít khi xuất hiện tuổi Sửu, nhưng các câu chuyện liên quan đến gia đình hay trách nhiệm với bạn bè thì tuổi Sửu luôn xuất hiện rất đúng lúc. Chính vì vậy, tuổi Giáp Thìn rất nể tuổi Sửu. Tuy nhiên, tuổi Giáp Thìn vốn gan dạ và ít sợ sệt người kia nên rất khó thay đổi, mặc cho tuổi Sửu phàn nàn hay không vừa ý trong mối quan hệ làm ăn. Hai con giáp này góp phần tạo nên một tập thể khá vững chắc. Tuổi Giáp Thìn khá nhạy bén trong chuyện kiếm tiền, nhưng không vì vậy mà coi tiền hơn tất cả. Tuổi Sửu tâm phục khẩu phục tuổi Giáp Thìn về đặc điểm trên và thành tâm hết sức để cùng tuổi Giáp Thìn xây dựng tập thể chung. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Dần. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này rất khó hòa hợp, bởi họ luôn tranh giành quyền lực với nhau. Ai cũng muốn làm việc theo cách riêng của mình và cho rằng đó là cách tốt nhất. Tuổi Giáp Thìn phải lựa chiều để có thể trở thành đối tác của tuổi Dần. Ngược lại, tuổi Dần cần phải học cách để chia sẻ và làm theo mục đích chung, chứ không thể chỉ làm theo cách riêng của mình. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Mão. Khi là đối tác làm ăn, hai hành tinh này sẽ tạo thành một tập thể làm ăn phát đạt, với điều kiện cả hai cùng chung sức chung lòng. Tuổi Giáp Thìn sẽ đảm nhiệm các công việc liên quan đến vật chất và tài chính, còn những ý tưởng sáng tạo thì cả hai cùng góp sức, nhưng tuổi Giáp Thìn vẫn giữ vai trò là người lãnh đạo. Điều này tuổi Mão hoàn toàn hài lòng. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Thìn. Khi là đối tác kinh doanh, vấn đề tồn tại rất lớn giữa hai con giáp này, đó là chuyện tranh giành quyền lực. Tuổi Giáp Thìn nào cũng muốn quyền lực thuộc về mình. Hai người cùng con giáp này phải cùng làm việc để tìm lại cân bằng. Vốn dĩ tuổi Giáp Thìn có khả năng lãnh đạo, có nhiều sáng kiến, nhưng hai người cùng làm việc thì việc lập kế hoạch lại chưa ổn lắm. Tuy nhiên, khi có rắc rối, cả hai kết hợp với nhau lại rất hiệu quả và sáng tạo. Nơi làm việc của hai người sẽ khá năng động và hiện đại. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Tỵ. Nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Giáp Thìn với tuổi Tỵ rất hợp nhau. Tuổi Tỵ sẽ là người tổ chức lập kế hoạch và khá may mắn trong chuyện tiền bạc. Trong khi đó, tuổi Giáp Thìn là người thích hợp nhất để biến những kế hoạch của tuổi Tỵ thành hiện thực. Bởi vậy, tổ chức mà hai tuổi này cùng tham gia sẽ làm ăn rất hiệu quả. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Ngọ. Trong làm ăn,
tuổi Giáp Thìn và tuổi Ngọ sẽ có khối việc để làm. Nếu lập công ty chung, công ty của họ sẽ liên tục phát triển. Bản chất tuổi Ngọ là rất hay bay nhảy và không tập trung làm việc gì tới nơi tới chốn, và chính người tuổi Giáp Thìn sẽ giúp họ tìm được sự hứng khởi trong những công việc tưởng như nhàm chán. Nhìn chung, tuổi Giáp Thìn thì may mắn trong kinh doanh, còn tuổi Ngọ lại có tài làm ăn, họ chắc chắn sẽ tạo nên một đế chế thịnh vượng. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Mùi, nếu hai hành tinh này làm ăn chung với nhau thì họ có thể tạo thành một tập thể liên tục đi lên. Bởi họ có những tính cách bổ sung và hỗ trợ cho nhau, tuổi Giáp Thìn thông minh và năng lượng dồi dào, sẽ đóng vai trò làm người ở tiền tuyến. Còn tuổi Mùi cũng thích chỉ huy nhưng làm những việc ở hậu phương. Vì vậy, giữa hai con giáp này không có chuyện tranh giành quyền lực. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Thân, khi tuổi Giáp Thìn và tuổi Thân cùng làm ăn với nhau, họ sẽ sẵn sàng đón nhận những thách thức. Bởi bản chất của họ vốn ưa mạo hiểm, họ thường khuyến khích cùng tìm ra những hướng mới cho công việc kinh doanh. Tuổi Giáp Thìn rất may mắn về tài chính và có vẻ như làm việc chăm chỉ hơn tuổi Thân. Đó có thể là may mắn của tuổi Thân khi được làm việc với tuổi Giáp Thìn. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Dậu, khi tuổi Giáp Thìn và tuổi Dậu cùng làm ăn với nhau, hai con giáp này sẽ xây dựng một tập thể vững mạnh và liên tục phát triển. Đó là nhờ những may mắn của tuổi Giáp Thìn và sự sáng tạo, đức tính cần mẫn, tỉ mỉ của tuổi Dậu. Tuổi Giáp Thìn chính là người sẽ mang những điều bất ngờ về tiền bạc và nguồn khách hàng dồi dào đến cho công việc kinh doanh của hai người. Về phía tuổi Dậu sẽ là hậu phương vững chắc, lập kế hoạch và quản lý tài chính. Cả hai con giáp này đều trung thực, nên họ rất tin tưởng lẫn nhau và cùng lái con thuyền kinh doanh của họ tới những bến bờ của sự thịnh vượng và phát triển. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Tuất, nếu hai hành tinh này có quan hệ làm ăn với nhau, họ sẽ làm việc hết sức để bảo vệ người kia và bảo vệ công ty. Tuy nhiên, điều kiện ở đây là họ phải hiểu được mục tiêu của nhau. Tuổi Tuất làm việc chăm chỉ và biết cách phân bổ thời gian, hai đức tính này làm tuổi Giáp Thìn rất hài lòng. Tuổi Giáp Thìn rất may mắn với chuyện tiền bạc, nhưng tuổi Tuất đôi khi vẫn cảm thấy hơi mạo hiểm khi làm việc với con giáp này. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Hợi, trên thực tế, tuổi Hợi không hề lười khi tin vào mục tiêu của mình. Nếu hai con giáp là các đối tác làm ăn, tuổi Giáp Thìn với năng lượng dồi dào và đầy ý tưởng sáng tạo, sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến, thúc đẩy quá trình kinh doanh liên tục đi lên. Tuổi Giáp thì vốn là con giáp ưa mạo hiểm và thường gặp may mắn. Còn tuổi Hợi thì rất vui vẻ thực hiện mục tiêu chung của hai người dưới sự lãnh đạo của tuổi Giáp Thìn. Bởi tuổi Hợi vốn thích thú chăm sóc những người hoặc công việc mà mình yêu thích, cả hai hành tinh đều rất trung thành và tin tưởng lẫn nhau. Quý khán giả thân mến, lắng nghe lời Phật dạy, nghe Phật nói về năm kiểu người càng lớn tuổi càng may mắn, đức năng thắng số. Theo lời Phật dạy, trong cuộc sống con người không chỉ chịu tác động bởi nghiệp lực từ kiếp trước, mà còn do đức hạnh và cách sống hiện tại của mỗi người. Những người sống có đức biết tu dưỡng bản thân, thì dù tuổi tác càng cao nhưng phúc đức cũng càng lớn, cuộc đời càng thêm nhiều may mắn. Dưới đây là năm kiểu người càng lớn tuổi càng gặp nhiều may mắn, theo tinh thần đức năng thắng số mà Phật dạy. Một là người sống lương thiện nhân ái. Phật dạy rằng, người có tấm lòng nhân ái luôn biết giúp đỡ người khác, làm việc thiện, là người tích phúc đức cho bản thân và con cháu. Khi sống với lòng từ bi không mong cầu vật chất, thì dù ở tuổi nào họ cũng luôn nhận được sự kính trọng, yêu quý từ mọi người xung quanh. Cuộc sống của người lương thiện có thể không giàu có về vật chất, nhưng tinh thần luôn an vui, thảnh thơi. Và khi lớn tuổi, phúc lộc sẽ tự đến như Phật từng nói, gieo nhân nào gặt quả ấy. Sự thiện lương của họ sẽ nhận lại được may mắn và bình an trong cuộc sống. Hai là người biết tri ân và biết ơn. Người sống biết ơn những điều mình nhận được trong cuộc đời, luôn nhớ ơn công lao của cha mẹ, tổ tiên, thầy cô và những người đã giúp đỡ mình, sẽ nhận được sự giúp đỡ và phù trợ từ vũ trụ. Phật dạy rằng, lòng biết ơn là nền tảng của sự may mắn và hạnh phúc. Người biết tri ân sẽ không bao giờ phải lo lắng về tương lai, bởi đức năng sẽ luôn thắng số mệnh, giúp họ sống bình an khỏe mạnh, phúc lộc ngày càng dồi dào. Ba là người biết tu tập tích phúc, hành thiện. Phật từng nói, tu tập không phải là con đường nhanh chóng, nhưng là con đường vững chắc nhất để có được sự may mắn và thành công trong cuộc sống. Người càng lớn tuổi càng chăm lo tu tập, không chỉ tu thân mà còn tu tâm, hành thiện tích đức. Những việc làm tốt của họ sẽ được ghi nhận bởi Tam Bảo, giúp họ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Đến khi về già, người này không chỉ nhận được sự kính trọng của con cháu, mà còn có cuộc sống an nhàn, hưởng thọ dài lâu. Bốn là biết buông bỏ sống an nhiên. Phật dạy rằng,
cuộc đời đầy rẫy khổ đau và phiền não, nhưng nếu con người biết buông bỏ những tham sân si, biết sống an nhiên tự tại, họ sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong tâm hồn. Người biết buông bỏ, không chấp nhặt, không bị ràng buộc bởi những dục vọng lợi danh, sẽ nhận được sự thanh thản và hạnh phúc thực sự. Càng lớn tuổi, sự tu tập buông xả càng sâu sắc, may mắn và bình yên sẽ luôn theo chân họ. Năm là người sống giản dị biết đủ là hạnh phúc. Phật dạy rằng, hạnh phúc không đến từ việc sở hữu nhiều, mà từ việc biết đủ. Người sống giản dị, không tham lam vật chất, không mưu cầu những thứ vượt quá khả năng của mình, sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Người sống biết đủ sẽ luôn có tâm hồn an lạc, không bị ràng buộc bởi của cải danh lợi. Khi về già họ sẽ được trời đất phù trợ, may mắn luôn mỉm cười với họ, con cháu hiếu thảo, gia đạo bình an. Theo Phật Pháp, đức năng thắng số nghĩa là nếu con người sống có đức hạnh, biết tu dưỡng thân tâm, thì họ sẽ vượt qua mọi thử thách và nghịch cảnh của cuộc đời. Khi lớn tuổi, những người sống theo các nguyên tắc đạo đức của Phật dạy sẽ không chỉ gặp nhiều may mắn, mà còn có được hạnh phúc và bình an thật sự, không gì có thể lay chuyển được. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.